Em mến chào quý cô chú anh chị đã quay lại với kênh YouTube của hai anh em tụi em ha, Quang Vlog và Hà Vinh Vlog nha quý cô chú anh chị. Thì tụi em cũng đang cập nhật thông tin tại nhà của Sim Blon, hiện tại bây giờ là 3:05 nha quý cô chú anh chị, ngày 13 tháng 12 2023, thành phố Hồ Chí Minh City. Tụi em đang có mặt ở tại số 5 đường Đoàn Thị Điểm, thì cũng cập nhật thông tin vào buổi chiều ngày hôm nay tới cho quý cô chú anh chị mình ha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe vào buổi chiều nha quý cô chú anh chị. Thì theo thông tin thì chị Hồng Ni cũng mới vừa đăng tải lên một cái bài viết là bị anh Lê Văn Bò công kích nha quý cô chú anh chị. Anh này tên lạ quá bạn, Lê Văn Bò. Thì nói chung là mình cũng phải là kêu cái tên khác đi một xíu, chứ không là đó là gặp nhiều trở ngại. Nói chung là cũng không có nên nói thẳng tên người ta, thì nó cũng không có hay ha. Thì ở đây là anh Lê Văn Bò có nhắn một cái tin nhắn: nếu chị Ni nói cây ngay không sợ chết đứng, tôi Lê Văn Bò cho tài xế đến chở chị đến lãnh sự quán đó tại Việt Nam, không phải chị muốn biết bò tôi là ai lắm sao đó. Ủa, bò là cái chuyện bò là cái bò là bình thường mà bạn, cho biết bò chi ở vùng quê bạn không biết bò hả? Thì nói chung á là mấy anh chị này á là muốn tạo cái nick giả đó là công kích xúc phạm đến chị Ni. Thì những thời gian vừa qua là chị Ni cũng bên cạnh hỗ trợ cho chị Loan rất là nhiều á, cho nên là bên kia cũng ganh ăn tức ở, nó muốn phá đám, nó muốn là chị Ni không có hỗ trợ cho chị Loan nữa cô chú anh chị đó. Nó tìm mọi cách để nó phá. Thì hôm bữa mình cũng đã có lên một cái bài rồi, mình cũng nói với bạn rồi. Thì hiện tại bây giờ quý cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng, như quý chị Hồng Loan và chị Hồng Ni, anh Nguyên Vũ, thì cũng đừng bao giờ tin vào những cái nick ảo, nick giả, để tránh cái trường hợp là vô công kích hai bên, để làm cho sức khỏe rạn nứt tình huynh đệ, huynh muội, đúng không? Thì đó, hiện tại bây giờ là mới vừa nói cách đây một hai ngày là đã có một cái anh Lê Văn Bò, anh lại lên ha. Thì ở đây bây giờ bắt đầu là tới chị Hồng Ni nói nha quý cô chú anh chị. Thôi tha cho em để yên lành nha mấy anh chị. Em nghèo lắm, không có tiền nhiều, ăn kiếm chuyện hoài đó. Hôm nay có dịp đi công chuyện, em ghé lãnh sự quán đó, Malaysia tại Việt Nam đó, tự đến để quay chứ em không chụp mắt công nói ghét hình ảnh. Thôi tập trung chuyên môn, đừng quấy phá em nữa nha mấy anh chị em. Đó, thấy không? Cái này là chị Hồng Ni nói á, thôi đừng phá chị nữa, thật sự luôn á, có phá chị cũng phá không được. Cứ tối ngày cứ đi vô phá người ta hoài, ăn no đi kiếm chuyện hoài. Em giúp người không chứ em đâu có làm bậy, đâu mà em sợ. Đó, đúng rồi, chị Hồng Ni chứ nó là chị từ xưa tới bây giờ là chị Hồng Ni giúp cho chị Hồng Loan rất là nhiều, qua biết bao nhiêu cái chuyện sóng gió, bạn thấy đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì song song bên cạnh đó, chị Hồng Ni cũng đã đi với chị Hồng Loan tới bây giờ cũng đã gần cuối con đường rồi bạn. Là một đôi bạn chi kỷ giống như Kem Vi tối hôm qua vậy đó. Đúng rồi. Là đôi người bạn từ thở ấu đúng chưa, cho tới lớn luôn đó. Thì tiếp tới nữa nè bạn ha, tự nhiên nói móc méo đem hình ảnh lên chụp thè quá trời, em đâu có tiền đâu, đừng bày ra trò kiếm chuyện với em nữa, hu hu. Cái này là chị Hồng Ni khóc á, mà khóc là khóc cho bên kia quý cô chú anh chị, tại vì chị Hồng Ni biết mà. Chị Hồng Ni nhìn rất bản lãnh nha, và rất sắc đá, và nhìn mặt chị Hồng Ni rất là coi như là rất là bản lãnh luôn đó. Đây là chị Hồng Ni là khóc cho bên kia đó, khóc cho người đi chứ không khóc cho ngựa lại nha quý cô chú anh chị. Thì ở đây là tiếp nữa nè, chấm dứt nha, mệt quá trời, trau dồi kiến thức thêm nữa nha mấy anh chị đó, thấy không? Ở đây là tới tại lãnh sự quán hỏi biết anh Lê Văn Bò là ai không đó. Sẽ biết ha quý cô chú anh chị ha. Cái này là nick ảo, nick giả nè quý cô chú anh chị. Là chị Hồng Ni cũng có bày tỏ ở trên cái trang Facebook của chị. Thì thật sự là trong một cái thời gian qua, cái ngày mà mèo dơ đó bạn, cái ngày mèo dơ đó là đã lên một cái bài viết là nói về cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, phải xin lỗi cả ngàn lần, đúng chưa bạn? Thì nói chung á là mình nói là xúc phạm đến chú nghệ sĩ Vũ Linh đây. Đúng rồi, đó. Đúng rồi. Thì chị
Hồng Loan cũng có một số bức xúc thì về ba mình có nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ba mình đâu có làm cái gì đâu và cũng đã chăm lo cho bên kia đấng sinh thành như thế nào đó, mà bây giờ để cái trường hợp mà con cháu phải nói như vậy là chị Hồng Loan cũng rất là bức xúc. Thì chị Hồng Loan có đăng tải rồi lấy cái hình đó về đăng tải lên thì mới được ở bên cơ quan chức năng mời lên để hai bên hợp tác làm việc. Là chị Hồng Loan cũng có lên một cái bài viết là yêu thương gia đình đó. Thì bây giờ là trong cái tình trạng mà tạo những nick ảo để công kích bên này công kích bên kia nhằm chia rẽ gia đình của chị Hồng Loan và anh Nguyên Vũ và chị Hồng Ni đó rất là nhiều, cho nên thì tụi em cũng có lên một cái bài viết cũng gửi tới cho quý cô chú anh chị mình cách đây mấy ngày, thì hôm nay lại xuất hiện tới bên công kích của chị Hồng Ni. Mà mới đâu tối hôm qua chị Hồng Loan cũng mới vừa ra mắt cái MV thôi đó, là hôm nay lại công kích, là chứng tỏ là hiện tại là có rất là nhiều nick ảo nha quý cô chú anh chị, không phải là một nick đâu mà rất là nhiều nick luôn, hết cái này tới cái khác. Tại vì trang Facebook bây giờ á là ai muốn tạo nick là cứ tạo thôi. Dạ đó. Thì hiện tại bây giờ anh là em cũng có nghe một cái thông tin nha cô chú, là sau khi mà chị Loan ra mắt cái MV buổi tối anh rất là thành công, thì phía bên là Vê Mẹ Vê Con cũng là TikTok nói rằng là nghỉ bán bún bò nha, đó cũng là ra mắt cái MV đỡ làm MV luôn. Ủa vậy là ra mắt MV bún bò hả? Đỡ là không, cái này là theo như em nghĩ là mẹ con của Vê cũng rất là ganh tị với chị Loan, cho nên là nghỉ bán bún bò luôn nha cô chú, đỡ ra mấy cái MV coi thử là so sánh nè cái view đó. Chứ hiện tại bây giờ là cái MV của chị Loan á đến buổi chiều ngày hôm nay đã đạt là 500.000 lượt xem rồi anh. Ôi ôi, thế tôi nghĩ là chắc tới tối là chắc 800.000 lượt xem quá. Thì sáng ngày mai là cái con số 1 triệu view, là cái chuyện đó là rất là đơn giản, dễ như trở lòng bàn tay á bạn, mình nói thiệt. Đúng rồi anh, thì nói chung là chị Loan cũng được là các cô chú anh chị yêu thương, cho nên là cũng xem rất là nhiều. Thì đó, thì cả nhà cũng biết chị Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha, là con của một ông hoàng nghệ sĩ ở trên sân khấu, được cả chị người yêu quý trong và ngoài nước. Cho nên là khi mà chị Hồng Loan trong những cái thời gian qua, trong cái drama này, chị Hồng Loan rất là được nhiều người mến mộ, yêu quý. Một khi chị Hồng Loan, đừng nói là một cái MV nha bạn, thậm chí chị Hồng Loan có lên 5-7 cái MV cũng sẽ được triệu view như vậy. Bởi vì sao? Đã một khi đã yêu quý rồi, đã yêu thương mà tới rồi, là tất cả những quý cô chú anh chị đều ủng hộ chị Hồng Loan. Về mọi mặt luôn, tinh thần và lẫn cả ủng hộ về món ăn giặt luôn quý bạn ơi. Đó. Đó cô chú, thì hiện tại bây giờ là phía trước cũng có là hai cô với anh cũng vừa vào bên trong đó mua hàng nha cô chú anh chị. Đó, hai anh chị này cũng đi xe hơi luôn anh. Thì đúng rồi, chị Hồng Loan buôn bán rất là được nha quý cô chú anh chị. Đó, cả nhà cũng thấy ha, đi toàn là xe hơi tới mua hàng để ủng hộ cho chị Hồng Loan trong và ngoài nước. Vào những cái dịp Tết tới, lễ lộc này tới, chị Hồng Loan sẽ nhập một số lịch về để bán cho quý cô chú anh chị. Cả nhà mình ơi, hãy nhanh tay đặt hàng lịch của chị Hồng Loan để mình có cái lịch treo ở trong nhà vào những cái dịp đầu năm nha quý cô chú.